Xin chào anh em, chào anh em quay lại với kênh Xe giờ của em ạ. À. Lần đầu tiên em chúc anh em một ngày vui vẻ và nhiều sức khỏe. Video này em sẽ cập nhật về giá xe cho em về dòng xe Kia Cerato. Về cuối tháng 7 này thì chiếc xe Kia Cerato nó có thực tiếp tục hỗ trợ giá được hay không? Thì vậy thì video này em sẽ giới thiệu cho em về phần giá xe này, tổng lăn bánh và các chương trình khuyến mại để cho em sự lựa chọn tài chính của mình tốt nhất. Còn em mà muốn được review xe, cập nhật giá xe bất kỳ dòng xe nào trên thị trường Việt Nam thì anh em hãy comment phía dưới cho em nhá để em sẽ lên cho anh, em, anh em một cách chi tiết cụ thể cho em ạ còn anh em mà chưa đăng ký kênh em thì em mới đăng ký kênh em nhé bởi vì kênh xe giờ của em sẽ chuyên về giá xe tổng lăn bánh và các chương trình khuyến mại ạ ok em xin phép được đi vào vấn đề chính luôn cho em nhé đầu tiên giới thiệu cho em về một chiếc xe Kia Cerato bản premium bản 2.0 premium nó bản cao cấp nhất của dòng xe Kia Cerato đấy ạ với giá miết của nó đang là 685 triệu ạ khi mà áp dụng các chương trình khuyến mại vô cùng đặc biệt thì chiếc xe Kia Cerato bản Premium này lăn bánh nổi giờ đang là 717 triệu ạ. Trả góp thì đang là 235 triệu em nhá. Còn ở tỉnh thì đang là 685 triệu, trả góp thì đang là 204 triệu đấy ạ. Còn ở thành phố Hồ Chí Minh thì đang là 703 triệu, trả góp thì đang là 222 triệu thì em nhá. Ở dưới phần mô tả thì em cũng có đường link, đó chính là đường link nhận báo giá, anh nào là muốn gửi được về giá xe tổng nón bánh chương trình khuyến mại trả thẳng trả góp lãi suất ngân hàng như nào thì anh em hãy gửi các thông tin như là uh, tên này địa chỉ này số điện thoại này loại xe quan tâm này hình thức mua trả thẳng hay trả góp để em sẽ gửi lại cho em các thông tin chi tiết nhất cụ thể nhất cho anh em để cho sự lựa chọn tài chính của mình tốt nhất ạ Ok tiếp theo giới thiệu cho em về một chiếc xe Kia Senato bản 1.6 Luxury ạ với giá miết của nó đang là 639 triệu ạ nó là giá tính thuế cho anh em nhá khi mà dụng các chương trình khuyến mại đặc biệt để chuẩn bị ra phiên bản mới của chiếc xe Kia Soto thì chiếc xe Kia Soto bản 1.6 Luxury này lăn máy nhân rồi đang là 670 triệu ạ. Trả góp thì đang là 221 triệu ạ. Còn ở tỉnh thì đang là 639 triệu, trả góp thì đang là 190 triệu thôi ạ. Còn ở thành phố Hồ Chí Minh thì đang là 657 triệu, trả góp thì đang là 208 triệu thôi em nhỉ. Các chi phí mà em tính vào cho anh em đó chính là thuế trước bạ này, biển số, đăng ký, đăng kiểm, phí bảo trì đường bộ và bảo hiểm trách nhiệm dân sự ạ. Còn một số các chi phí mà em chưa tính vào cho anh em đó chính là bảo hiểm thân vỏ, bởi vì bảo hiểm thân vỏ nó do bảo hiểm tự nguyện anh em nhé. Anh em có muốn mua hay không mua thì phụ thuộc thôi. Còn trả góp thì em đã tính vào là bắt là một năm rồi nhưng mà bởi vì là trả góp thì bắt buộc là phải mua tối thiểu một năm anh em ạ. Ok, tiếp theo giới thiệu cho em về một chiếc xe Kia Cerato bản số tự động, bản Deluxe, bản 1 1.6 đề lướt anh em nhá Lỗ là bản thấp nhất của dòng xe Kia Cerato số tự động đấy ạ Với giá biết của nó đang là 584 triệu ạ Khi mà dụng các chương trình khuyến mại đặc biệt để chuẩn bị ra phiên bản mới Thì chiếc xe Kia Cerato bản đề lướt này loan máy mạnh nhân nội đang là 614 triệu ạ Trả góp thì đang là 204 triệu thôi em nhá Còn ở tỉnh thì đang là 585 triệu Trả góp thì đang là 174 triệu thì ạ còn ở thành phố Hồ Chí Minh thì đang là 603 triệu, trả góp thì đang là 192 triệu tụi em nhá. Đó. Ok, tiếp theo cuối cùng em giới thiệu cho em về một chiếc xe Kia Cerato bản số sàn, nó bản thấp nhất của dòng xe Kia Cerato đấy ạ. Với giá biết của nó đang là 844 triệu ạ. Khi mà dụng các chương trình khuyến mại đặc biệt này thì chiếc xe Kia Cerato bản số sàn này lăn máy nội đang là 575 triệu ạ. Trả góp thì đang là 192 triệu thôi nhá còn ở tỉnh thì đang là 546 triệu, trả góp thì đang là 163 triệu thôi ạ. còn ở thành phố Hồ Chí Minh thì đang là 564 triệu, trả góp thì đang là 181 triệu thôi anh em nhá. đó. ok, vậy thì video này em đã giới thiệu cho em về phần giá xe tổng lẫn bánh và các chương trình khuyến mại của chiếc xe Kia Cerato rất là chi tiết cụ thể rồi. vậy thì video này em xin phép em sẽ dừng video ở đây. chúc anh em một ngày vui vẻ và nhiều sức khỏe. cảm ơn anh em đã xem video này của em ạ.